Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đại Tô Phân Mại Thực Phẩm. Thì hôm nay tôi sẽ ôn tập về môn đường bánh kẹo là phần trắc nghiệm phần thứ 8, các vấn đề liên quan đến vấn đề kết tinh đường ha. Thì các bạn sẽ xem trên kênh YouTube Đại Tô Phân Mại Thực Phẩm. Rồi, đầu tiên câu 39 thì hôm nay tôi vô trắc nghiệm luôn nha, không có nói về slide nữa. Thì câu 39, tại độ quá bão hòa thì tinh thể đường sẽ tự kết tinh khi bị kích thích như thế nào? Tại độ quá bão hòa nào thì tinh thể đường sẽ tự bị kết tinh kích thích? Thì nó sẽ là quá bão hòa trung nha. Thì các bạn sẽ xem trong slide dưới đây. Phương pháp khởi tinh hay phương pháp kích thích ở đây nè các bạn. Đây, phương pháp các từ phương pháp là khởi tinh tự nhiên, khởi tinh kích thích, tinh chủng gì đó vân vân. Các bạn tự xem slide nha. Rồi, câu 40. Định nghĩa alpha phẩy và alpha. Gọi H0 là độ hòa tan của dung dịch đường tinh khiết. H phẩy là độ hòa tan của dung dịch đường bất kỳ có tạp chất. Và H là nồng độ đường có trong dung dịch đường bất kỳ có tạp chất. Thì tỷ lệ hệ số bão hòa alpha phẩy được định nghĩa như sau. Alpha phẩy và alpha. Alpha phẩy là H phẩy chia cho H0. Còn alpha sẽ là H chia cho H phẩy nha. Thì cái này là trong trong slide cũng có nói tới rồi, cái vấn đề về hệ số bão hòa alpha phẩy nè, là tỷ số giữa hệ số hòa tan đường trong dung dịch đường không tinh khiết là H phẩy chia cho hệ số hòa tan trong dung dịch đường tinh khiết. Có nghĩa là hệ số bão hòa là chúng ta sẽ lấy H phẩy chia cho H0, alpha phẩy bằng H phẩy chia cho H0, được chưa? Rồi tiếp theo là hệ số quá bão hòa alpha là đặc trưng cho mức độ quá bão hòa của dung dịch, là tỷ số giữa lượng đường hòa tan trong một đơn vị nước của dung dịch thực tế là H chia cho lượng đường hòa tan trong một phần nước của dung dịch bão hòa là H phẩy. Được chưa? Vậy thì alpha sẽ là H trên H phẩy. Công thức của chúng ta đây. Rồi câu 41. Quá trình ly tâm đường non. Cái quá trình ly tâm đường non á, thì chỉ đường thành phẩm mới cần có thao tác rửa hơi. Các bạn nhớ nha, chỉ đường thành phẩm mới có cần thao tác rửa hơi. Rồi nước rửa sử dụng cần có nhiệt độ thấp. Tất cả loại đường đều phải qua thao tác rửa hơi là nước siêu nhiệt. Rửa bằng hơi nước siêu nhiệt không phải. Mật sau quá trình rửa hơi gọi là mật nguyên không phải. Mật nguyên là gì? Mật nguyên là mật thu được từ quá trình ly tâm đường non A. Thì người ta sẽ gọi là mật nguyên. Được chưa? Rồi cái dạng bài toán 42 này, một ngòi đường non này, thì các bạn cứ xem lại trong phần 3 thì tôi đã dạy rất là kỹ rồi nha. Cái dạng bài toán này cũng là tôi đã dạy rồi. Rồi các bạn có thể chụp màn hình và tự giải lại nha. Kiểm tra thì cũng có thể hỏi đó, nhưng mà tôi nghĩ thi không cho đâu. Rồi năm tôi thi là không có. Năm khóa 12 thi cũng không có. Khóa 13 có không thì không biết. Câu 44, chọn câu trả lời sai. Thì trong cái quá trình nấu đường ấy, đọc từng câu nha. Quá trình hình thành tinh thể kết thúc mới đến quá trình phát triển tinh thể đường là không phải. À đúng chứ. Cái quá trình hình thành tinh thể kết thúc xong rồi thì mới tiến hành cái phát triển tinh thể đường. Câu B, các hạt đường đang kết tinh có thể dính vào nhau làm hạt đường to hơn mong muốn. Đúng. Cái vấn đề này là đúng nha. Cái hạt đường nó sẽ
bị dính lại với nhau, nó tạo thành một cái. Rồi tinh thể dại, câu D, tinh thể dại là cái tinh thể tự sinh ra và không mong muốn trong quá trình kết tinh là đúng. Đúng không? Đúng chứ? Tinh thể dại các bạn nghe, còn một loài cỏ dại là các bạn biết là cái vấn đề đó là không mong muốn trong quá trình kết tinh. Vậy thì câu A và câu C nó sẽ mâu thuẫn với nhau nè. Quá trình hình thành tinh thể và phát triển tinh thể diễn ra cùng một lúc. Còn cái thằng A nó nói quá trình hình thành tinh thể kết thúc rồi mới cái quá trình phát triển tinh thể đường. Rồi về cái phần này thì các bạn sẽ xem trong slide 106 nha, thì có nói rõ slide về 106. Thì động học của cái quá trình kết tinh, động học của quá trình kết tinh ấy, thì nó sẽ trải qua hai giai đoạn. Thì đầu tiên giai đoạn 1 là sự xuất hiện của mầm tinh thể. Sự xuất hiện của mầm tinh thể là sao? Rồi tiếp theo là giai đoạn 2 là sự lớn lên của mầm tinh thể với một tốc độ nhất định tại tạo thành tinh thể. Thì đó là cái quá trình khuếch tán phân tử đường xa nhân về gần nhân và cái sự lớn lên ha. Tại sao phải qua hai giai đoạn? Vậy thì cái quá trình hình thành tinh thể và phát triển tinh thể nó sẽ như thế nào? Sự xuất hiện của mầm tinh thể nè, hình thành tinh thể đó, và cái nó xong rồi nó mới lớn lên, nó mới tạo thành một cái tinh thể. Được chưa? Vậy thì cái câu quá trình hình thành và phát triển tinh thể diễn ra cùng một lúc là câu sai. Người ta yêu cầu chọn câu sai này, thấy chưa? Đó, người ta yêu cầu chọn câu sai. Rồi câu 45, chọn câu trả lời đúng về quá trình trợ tinh khi không đủ điều kiện thiết bị hoặc cần giảm thời gian sản xuất. Loại đường non nào sau đây có thể bỏ qua giai đoạn bồi tinh? Thì cái giai đoạn bồi tinh á, thì sẽ có một cái loại đường không cần giai đoạn bồi tinh. Đáp đúng là các bạn biết đó là giai đoạn gì? Thì nó sẽ là đường non cấp cao. Đường non cấp cao thì có thể bỏ qua giai đoạn bồi tinh khi mà gấp gáp là giảm thời gian sản xuất ấy và không đủ thiết bị, thì đường non cấp cao có thể bỏ qua giai đoạn bồi tinh, mà cái đường non cấp thấp không được bỏ qua giai đoạn bồi tinh. Được chưa? Vậy thì cái đường non cấp cao là đường non cấp cao là đường non như thế nào mà có thể bỏ qua được giai đoạn bồi tinh các bạn ha? Câu A, không thể bỏ qua giai đoạn này đối với bất kỳ loại đường non nào là sai. Là đường non cấp thấp thì phải thực hiện giai đoạn bồi tinh, còn đường non cấp cao thì không cần ha. Chỉ cần trợ tinh đường non cấp thấp nhất trong hệ thống máu đường là không phải. Đường non cấp thấp vừa vừa cũng phải trợ tinh bồi tinh nha. Tiếp theo là câu D, đường non cấp thấp nhất trong hệ thống máu đường có thể bỏ qua giai đoạn trợ tinh là không phải. Đường non có độ rít cao trên 80% là đường non cấp cao đó, có thể bỏ qua giai đoạn trợ tinh hay là giai đoạn bồi tinh là ok. Vậy thì các bạn nhớ là đường non cấp thấp không được bỏ qua giai đoạn bồi tinh và đường non cấp cao là sao? Cấp cao là cái độ rít của nó cao, độ rít của nó cao trên 80% thì có thể bỏ qua giai đoạn trợ tinh. Rồi chưa? Câu 46 nha. Mầm để đưa vào nồi nấu đường trong phương pháp gieo mầm là gì? Làm mầm, tạo mầm tinh thể trong phương pháp gieo mầm.
là đường bột mì nhỏ, rồi trộn đường hạ phẩm với mật chè. Thứ ba là tạo mầm. Vậy thì 1, 2, 3 đều được nha. Rồi câu 47 nha các bạn. Tại nồng độ quá bão hòa thấp, đường sẽ như thế nào? Tại nồng độ quá bão hòa thấp, thì chỉ kết tinh không tự tạo mầm. Được chưa? Thì cái này thì các bạn sẽ phải xem lại cái slide bên trang 100 để mấy đây. Lý thuyết quá trình động học đây. Các bạn sẽ xem cái trạng thái quá bão hòa đây. Tại vùng độ quá bão hòa thấp. Độ quá bão hòa thấp thì nó sẽ là vùng ổn định như các bạn. Nó sẽ là vùng ổn định ở đây. Quá bão hòa thấp. Thì cái vùng ổn định này thì các đặc điểm của nó là gì? Đặc điểm của nó là hệ số quá bão hòa sẽ thấp, không xuất hiện tinh thể mà kết tinh lên tinh thể có sẵn. Cho nên là các bạn sẽ khởi tinh bằng phương pháp gieo mầm. Nha. Thì các bạn sẽ khởi tinh bằng phương pháp gieo mầm. Được chưa? Rồi tiếp theo là cái vùng trung gian ở giữa, là cả hai cái phương pháp là khi mà nó xuất hiện tinh thể và nó kết tinh lên mầm đã có. Còn cái vùng biến động là khi mà hệ số quá bão hòa cao thì đường nhiều chỉ có một hình thức là kết tinh. Nó sẽ xuất hiện được tinh thể để nó khởi tinh. Thì cái này các bạn tự xem lại. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là câu này. Hiểu không? Tại vì khi mà cái độ quá bão hòa thấp á, thì nó sẽ thuộc cái vùng ổn định, thì nó chỉ có thể kết tinh thôi, không tự tạo mầm được. Còn cái vùng trung gian á, thì nó có thể vừa tạo mầm vừa kết tinh là cái vùng trung gian. Còn cái không thể kết tinh thì không phải. Còn cái có thể tự tạo mầm khi bị kích thích á, thì nó sẽ thuộc vùng biến động ha. Rồi cái câu đường non này nữa thì các bạn chụp màn hình lên đi, và đáp án của chúng ta sẽ là câu này. Và cái phần giải thì tôi đã giải trong cái phần thứ 3 rồi, thì các bạn tự xem lại nha. Rồi đó là xong về phần đường. Thì trong cái video kỳ sau thì tôi cũng trình bày tổng hợp lại những cái phần mà đường có thể cho kiểm tra nha các bạn. Thì cái file này thì bây giờ nó đã qua cái phần bánh kẹo rồi nha. Thì trong video kỳ sau thì tôi sẽ trình bày tiếp về phần đường cho các bạn kiểm tra. Rồi chào các bạn, chúc các bạn học tốt.